Các bạn đã đến với kênh điện tử Tuyên Quang và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tận dụng một con biến áp âm ly cũ để cuốn lại thành biến áp inverter. Thì đầu tiên các bạn cần chuẩn bị một con biến áp âm ly cũ như thế này và các bạn đo giữa cái điểm đầu, cái điểm giữa và một điểm cạnh của biến áp đó, tức là đo ở cuộn dây to nhất ấy, đo ở cuộn điện áp cao nhất của biến áp âm ly đó, thường thì nó là 30 đến 35 vô đối xứng. Thì khi mình cắm vào điện vào 220 thì con biến áp của mình ra đo điểm giữa và điểm đầu. Đây các bạn chỉ cần đo điểm đầu và điểm giữa thôi, chứ các bạn không cần đo điểm đầu với điểm cuối. Hoặc là các bạn có thể đo điểm giữa và điểm cuối, hoặc đo điểm giữa và điểm đầu, thế cũng được. Thì trước các bạn không cần đo điểm đầu và điểm cuối làm gì, bởi vì là nếu mà các bạn đo điểm đầu với điểm cuối ấy, thì các bạn sau này các bạn tính toán nó rất là mất thời gian. Và bây giờ sau khi các bạn cắm điện 220V vào, các bạn cắm điện nhà vào biến áp, tức là cắm nguồn cho biến áp, mà đầu ra các bạn thấy là như biến áp của mình đang hiển thị trên đồng hồ là được 28,6V. Mình sẽ ghi vào cái sổ của chúng ta, các bạn có thể ghi vào tờ giấy là 28,6. Rồi, các bạn ghi vào 28,6 như vậy. Nếu mà ở trường hợp mà các bạn đo ra mà nó ra khoảng 30V hoặc 35V đối xứng ấy cũng không sao, thì các bạn nhớ ghi lại cái thông số đó, ví dụ là 35V đối xứng hoặc là 30V đối xứng cũng được. Bây giờ mình sẽ đo thử điểm giữa và điểm cuối xem là cái điện áp nó có đối xứng không. Thật ra cái này nó không quan trọng bởi vì tí nữa chúng ta sẽ cuốn lại toàn bộ. Đây thì nó cũng chỉ khoảng 28, mấy đấy thôi, nó cũng không lệch nhau nhiều. Lệch nhau mình nghĩ ở đây nó chỉ khoảng nửa vòng, đến một vòng là cùng. Cái đó không quan trọng lắm bởi vì tí chúng ta sẽ cuốn lại. Và cái video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉ cuốn lại cái cuộn thứ cấp thôi, tức là cái cuộn 30V đối xứng này thôi. Bây giờ các bạn sẽ dỡ con biến áp này ra, còn cái cuộn sơ cấp các bạn nhớ phải giữ nguyên nhé. Bởi vì là cuộn sơ cấp nó rất là nhiều vòng dây, tức là cuộn 220V còn vào rất là nhiều vòng dây. Nếu mà các bạn cuốn lại cuộn đó nó mất rất là mất thời gian. Rồi bây giờ các bạn đã ghi lại cái thông số giữa cái điểm mà cái cuộn 30V này rồi. Còn các cái cuộn kia ấy thì chúng ta kệ nó, chúng ta không quan tâm. Là bao nhiêu vôn cũng được, bởi vì tí chúng ta sẽ có công thức, các bạn sẽ biết rõ là chính xác là cái. Các bạn chỉ cần biết một cuộn trong này thôi. Ví dụ là cuộn là 30V đối xứng này, nó là mỗi cuộn là bao nhiêu vòng, thì các bạn sẽ tính ra được cả sơ cấp, cả cái có đầu ra này, nếu các bạn muốn cái áp chúng ta mong muốn. Thì các bạn ghi vào cái sổ cho mình như thế này, là đầu vào 220V và đầu ra là 28V, 28,6V đối xứng. Các bạn ghi vào như vậy thì để tí chúng ta sẽ có công thức tính. Đây, các bạn ghi vào là vào 220V và ra là 28,6V đối xứng. Giờ các bạn quần tháo nó ra. Các bạn gỡ hết lõi thép ra như bình thường thôi. Sở dĩ mình thử qua con Lioa này bởi vì là nó sẽ cho ra điện áp 220V chuẩn. Thì các nó sẽ sai số, nó sẽ ít nhất có thể. Còn điện nhà các bạn mà nó rơi vào khoảng 230V hoặc là 210 mấy V ấy, thì nó cũng không quan trọng lắm bởi vì nó sai số cũng rất ít thôi, nên chúng ta cũng không phải lo cái chuyện đấy. Bởi vì là con biến áp này ấy, thì đã từng được bị cuốn lại rồi, nên là cái lá thép của nó cũng không chặt lắm. Trước khi tháo ra ấy, thì các bạn có thể gõ, dùng búa gõ qua các cái này đi để cho nó lỏng bớt. Các bạn gõ như thế này này, cho nó lỏng bớt ra thì các bạn sẽ rút lá thép các thứ nó ra dễ hơn. Đây, các bạn thấy nó đã bung ra rồi. Mình sẽ gỡ lá thép ra. Các bạn chú ý là nhớ để lá thép này này, cái lá thép này gọn vào, không tí mất lá thép không lấy đâu ra mà bù vào đâu. Sở dĩ mà mình dặn các bạn kỹ về cái vụ mà tháo ra để gọn vào bởi vì là thường thì mình tháo ra nắp vào là nó cũng thiếu hoặc thừa ốc, mình không hiểu.
chắc chắn là nó bị sai sót chỗ nào thôi, nhưng mà khi mà chúng ta làm nó không để ý thì rất gãy gãy được gây ra cái lỗi đấy. Cái la thép đầu ấy các bạn gỡ ra thường nó rất là khó, bởi vì là cái khe của nó vẫn còn đang chặt, nhưng mà khi chúng ta gỡ được cái đầu tiên ra rồi thì nó rất là dễ. Đây cái la thép đầu tiên mình đã sắp ra rồi. Cái phần gỡ lá thép này thì các bạn muốn gỡ thế nào gỡ, các bạn gỡ theo hướng dẫn của ai cũng được, miễn là nó ra là được. Gõ thêm chút cho nó lỏng bớt ra. Thật ra thì cái vụ cuốn biến áp này thì lâu lắm rồi mình cũng không làm. Nhưng mà nếu mà làm thì chúng ta vẫn có thể có nhiều cách để làm được. Rất là nhiều năm rồi không làm chứ không phải là vài ngày nha các bạn. Cái lá thép đầu ấy các bạn là gỡ ra thì nó méo một chút không sao, chúng ta tán lại bình thường, không vấn đề gì cả. Đây bạn thấy là nó gần ra rồi. Ôi giời, quá vật vã luôn. Gõ này xem y yết nó có ra xước không. Nè các bạn thấy không, gỡ từ cái thứ hai ra nó rất là dễ, rút phát ra ngay. Có lẽ phải gỡ thêm một hai cái nữa thì chúng ta mới có thể rút bằng tay được. Các bạn chú ý cái đầu 220V này này, cẩn thận đừng để nó làm bị đứt. Nếu mà bị đứt đi thì các bạn sẽ phải quấn lại, nó rất là mệt. Bắt đầu chuyển sang chế độ rút bằng tay này. Nó ra rồi các bạn. Rồi, bây giờ các bạn có thể rút hết ra không? Mình sẽ rút hết ra.
Ok, sau chuyện nghe vật vã thì mình đã gỡ ra. Đây, sau khi các bạn gỡ ra thì nó được như thế này. Các bạn không tác động máy cuộn cái dây nhỏ nhất này. Nói chung này cuộn 220V này. Bởi vì là khi các bạn gỡ cái biến áp cũ của âm ly ra thì cuộn nào các bạn cắm vào điện nguồn các bạn phải biết chứ. Rồi. Giờ chúng ta nó được một cái đống đồng như thế này. Giờ các bạn sẽ gỡ cái cuộn đầu tiên ra, cái sợi này ra. Đây, nó xỏ lỗ như thế này. Thì tùy có cái biến áp nó không xỏ đâu, biến áp của mình thì bị xỏ. Đây là con biến áp này, mình xin giới thiệu là con biến áp này do ông sư huynh mình quấn. Xem kỹ xem đây quả là dây đồng hay dây nhôm đây. Ông quảng cáo là 100% dây đồng đấy. Mình xem nào. Kỹ. Ôi đồng thật anh em ạ. Đồng. Rồi, ok. Các bạn sẽ tận dụng, nhớ các bạn không phá như kiểu là các bạn dỡ biến áp hỏng nhé. Cái này các bạn phải gỡ ra cẩn thận bởi vì chúng ta sẽ tận dụng. Cái chỗ này mình gỡ mãi không ra, mình sẽ cắt bỏ. Cắt cái chỗ này ra. Bởi vì thực ra ấy, thì nó cũng chưa ảnh hưởng gì đến số vàng cả. Các bạn chú ý không được làm xước dây bên trong này. Ông anh này ông sọ dây lại chặt quá. Bành nó lên. Rút ra cho nó khỏi xước. Rồi ok. Thì các bạn bắt đầu tính từ đây là bắt đầu điểm xuất phát này. Tính để đây để điểm xuất phát đi. Thì bạn gỡ ra được đến đây là các bạn sẽ được một vòng. Ok, bây giờ mình sẽ gỡ ra xem con biến áp này được bao nhiêu vòng. Tức là mình gỡ bao giờ nó đến cái cuộn này này. Bây giờ nó đạt đến cái điểm giữa này. Mình sẽ dừng lại xem được bao nhiêu vòng. Như vậy là một vòng này. Hai vòng này. Ba vòng này. Bốn vòng này. Năm này. Sáu này. Bảy này. Tám này. Chín này. Mười này. 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, 18 này, 19 này, 20 này, 21 này, 22 này, 23 này, 24 này, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94 vòng. Như vậy là được 94 vòng vào điểm giữa. Giờ các bạn biết là 28,6V. Giờ chúng ta sẽ ghi vào đây bằng 94 vòng ghi là 94 vòng vào. Rồi, như vậy là vừa xong thì mình đã tháo ra được một cuộn đây, các bạn thấy không? Là một cuộn, đây là đến điểm giữa này, đây là cuộn đầu này, thì mình đã quấn nó vào cái lô thiếc, quấn đồng cũ vào lô thiếc để tí mình sẽ sử dụng đồng này để quấn lại. Thì mình đếm được đó là 94 vòng và cho 28,6V. Như vậy là nếu mà muốn được cắm điện 220V mà muốn được 28,6V, cái cuộn mà muốn đầu ra được 28,6V thì chúng ta phải quấn 94 vòng. Bây giờ mình sẽ vẽ cái sơ đồ nguyên lý của cái biến áp đối xứng cho các bạn xem. Mình sẽ đuổi con biến áp này ra, con này ra để tí chúng ta sử dụng lại, để chúng ta test lại khi chúng ta quấn xong. Đây là cái sơ đồ nguyên lý của biến áp đối xứng, mình sẽ để thiết bị lại. Đây là đầu vào 220V này. À, 220V. Đầu ra này thì sẽ qua một cái này. Hai cái gạch này là biểu tượng của lõi sắt. Đưa ra một cái điểm đây. Thực ra thì có vẽ hai cái này nó phải bằng nhau cơ. Hai cái cuộn này phải bằng nhau, nhưng mà thôi kệ nó, cũng không sao. Thì mình sẽ vẽ đây này. Đây là cái điểm 0V. Đây là 328,6V. 28,6V. Điểm này điểm 0V, giữa là 0V. Điểm cuối này lại ra là 28,6V. Các bạn thấy không ạ? Thì tức là bây giờ cái đầu vào của chúng ta đây là cái cuộn dây này. Cái cuộn dây mãi là cái dây đền ở đầu vào này, 220V này. Bây giờ mình sẽ quấn lại cái cuộn 30V này, tức là nó thực tế nó chỉ có được 28,6V. Thì nó 28,6V này, thì vừa xong mình đã đếm được là 94 vòng. Gần 94 vòng. 94 vòng. Viết hẳn chữ vòng không bạn lại nhầm. Đấy, 94 vòng. Nếu được 28,6V. Vậy thì bây giờ nếu muốn được 28,6V này muốn giảm xuống còn 12V, tức là cái cuộn là từ đây đến đây chỉ còn 12V và từ đây đến đây cũng chỉ còn 12V, thì các bạn cần phải giảm xuống là các bạn sẽ lấy cái số 94 này các bạn chia cho 28,6, thì mình sẽ cộng thử, chia thử. Các bạn sử dụng máy tính hoặc chia tay cũng được, mình thì dạo này ngu toán rồi, chia máy tính cho nó báo. 94 ra khoảng 3,2 vòng. Đây. Ra khoảng 32,2 vòng. 3,28 thì cái này trong cái làm tròn số ấy các bạn có thể lấy là 3,3 vòng. Thì các bạn sẽ tính ra là khoảng 3 lấy 94. Đây. 94 chia cho 28,6. Sẽ ra được khoảng 3,3 vòng. Vòng trên vôn. Đây, sẽ được ra khoảng 3,3 vòng trên vôn. Thì bây giờ các bạn muốn được 12V đối xứng thôi, các bạn không muốn cao như vậy nữa. Các bạn chỉ cần lấy 3,3 này, các bạn nhân với 12. Bây giờ mình sẽ nhân với 12. 3,3 nhân 12. Nó sẽ ra 39,6 vòng. 39,6. Mình sẽ làm tròn 39 thôi.
Bởi vì là lúc nãy ấy, thì các bạn thấy là cái số vòng của chúng ta nó cái khi các bạn chia ra nó sẽ ra hơi lẻ và mình làm tròn đến 3,3. Nhưng bây giờ nhân lên thì nó được 39,6. Các bạn có thể làm tròn xuống còn 39 thôi. 39 tức là chúng ta sẽ quấn cuộn này còn 39 vòng và cuộn này cũng còn 39 vòng. Và tổng cả hai cái cuộn này từ cái điểm này đến cái điểm này sẽ được là 94 cộng 94 vòng. Và bây giờ các bạn muốn quấn lại thì vừa xong các mình đã tính ra là 3,3 nhân với 12. Các bạn lấy 3,3 nhân với 12 bằng 39,6. Chúng ta lấy cho bằng chúng ta sẽ lấy xấp xỉ bằng 39 vòng thôi. 39 vòng một cuộn. Như vậy là các bạn sẽ phải cuốn một con biến áp như thế này. Đối xứng như thế này và các bạn bây giờ sẽ giảm xuống. Bây giờ mình sẽ cuốn gỡ lốt cái cuộn còn lại ra. Bây giờ tôi đã biết được là cái cuộn đầu ra của nó là được 28,6V và nó quấn được 94 vòng. Bây giờ mình sẽ tính luôn ra cho các bạn là cuộn 220V là nó đang quấn bằng bao nhiêu vòng. Thì các bạn chỉ cần lấy 3,3. Bây giờ các bạn đây là thứ cấp này. Gọi là N2 bằng. Bây giờ N1 là sơ cấp. Thì lấy 3,3 nhân với 220. Bằng 726 vòng. Tức là bây giờ nếu các bạn cuốn lại cuộn 220V này, các bạn sẽ phải cuốn là trên cái biến áp vừa xong. Trên cái cuộn biến áp vừa xong các bạn sẽ phải cuốn là 726 vòng, 726 vòng rất là nhiều mà cuốn bằng tay chắc chết. Nên là mình sẽ gỡ nốt cái cuộn còn lại ra. Thì mình bắt quả tang là ông này ông chạy băng dính điện vào đây. Cái cuộn thứ hai các bạn không cần phải đếm nữa, các bạn chỉ cần đếm cái cuộn đầu tiên như lúc nãy mình vừa hướng dẫn thôi. Chứ còn sang cái cuộn thứ hai thì không cần đếm nữa, chúng ta có thể chúng ta gỡ đồng ra thôi. Các bạn lưu ý là trong cái bài toán này của chúng ta thì không có phần tính cỡ dây bởi vì chúng ta sẽ tận dụng nguyên các cái còn lại của nó để chúng ta quấn. Tức là chúng ta sẽ sử dụng đồng cũ của nó để quấn chứ chúng ta không có một gì mua mới cả. Nên là chúng ta sẽ không có tính cỡ dây ở đây. Và số vòng chúng ta đã biết được rồi. Đó là bây giờ chúng ta sẽ phải quấn hai cuộn và sẽ bằng 39V, à 39 vòng mỗi cuộn. Thì mình đã gỡ lốt cái cây cái cuộn mấy cái cuộn đồng còn lại ra.
Rồi, đã gỡ xong. Rồi, đây nhá, các bạn nhìn này. Đây chính là cái điểm bắt đầu của nó. Bây giờ mình sẽ để nguyên đó và bắt đầu chúng ta bắt đầu quấn luôn. Các bạn sẽ quấn là 39 vòng như mình vừa nói. Chúng ta sẽ quấn tay thôi. Bây giờ các bạn sẽ quấn vào đây là 39 vòng, mình sẽ lăn quả này lên. Đây là cái cuộn đầu vào của mình này, 220V này, mình vẫn giữ nguyên nha. Giờ mình sẽ quấn lại luôn cuộn này này. Còn đây là một này. Quấn nó xít lại cho nó kín. Quấn bằng tay này thì kể ra nó hơi đuối thật. Các bạn nào có máy thì các bạn quấn, còn không ấy thì thường chúng ta làm theo cái cách nghiệp dư này thì các bạn làm gì có máy. 2 này. Bên đây là 3 này. 4 này. 4. Các bạn quấn chặt chặt vào một chút. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Đây là 39 rồi các bạn ạ. Đây là 39 này. Đến 39 thì các bạn sẽ đưa ra điểm giữa cho mình. Các bạn sẽ co để cái đoạn này thò ra. Đặt đây này, các bạn đưa ra điểm giữa này. Rồi, các bạn lại cuốn thêm 39 vòng nữa. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, 18 này, 19 này, 20 này, 21 này, 22 này, 23 này, 24 này, 25 này, 26 này, 27 này, 28 này, 29 này, 30 này, 31 này, 32 này, 33 này, 34 này, 35 này, 36 này, 37, 38 này, 39. Đây là bảo đủ 39 nha các bạn. Rồi, mình sẽ cắt xỏ qua lỗ cũ nó.
Thì các bạn nào nói là mình quấn ẩu ấy, thì mình thực ra ấy thì ở cái vụ này thì các bạn thấy ấy, là cái da thì cũng quấn hơi bị ẩu thật, bởi vì là cái này này thì nó bị vướng mất cái chỗ này rồi. Bây giờ mình sẽ quấn lại xem nào. Này để cái ống này nó tụt nó vào đây rồi. Nãy mình không để ý thế là một cái nó thò vào đây. Không sao. Quấn lại có mấy chục vòng, 39 vòng thôi. Thật ra ấy, các bạn nếu các bạn có máy quấn thì các bạn quấn xếp lớp thì nó sẽ nhanh hơn. Nó sẽ đẹp hơn và cái gọi là các mật độ từ thông rồi là hiệu suất của biến áp chúng ta sẽ cao hơn. Nhưng mà chúng ta quấn bằng tay ấy thì cũng được, các bạn cũng có thể xếp lớp được, nhưng mà làm video này ấy, thì có xếp lớp mà nó số lượng vòng nó nhiều như thế này nó rất là mất thời gian và thời gian của chúng ta có hạn. Thì các bạn chú ý là khi các bạn quấn thực tế cho các bạn thì các bạn lên xếp lớp, tức là các bạn quấn nó khít dây vào chứ nó không chồng vòng chồng linh tinh như mình. Thật ra chồng linh tinh như mình thì mình khẳng định với các bạn là chắc chắn là nó vẫn chạy, nhưng mà cái hiệu suất của nó có thể sẽ không cao lắm. Thì tí nữa sau khi quấn xong thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, mình sẽ thử test thử cho các bạn xem là quấn theo cách của mình là mạnh biến áp của mình vẫn hoạt động bình thường. Rồi bởi vì là mình đã đếm rồi. Mình đã đếm rồi và bây giờ mình chỉ việc quấn lại thôi. Nên là mình không đếm nữa. Các bạn quấn bừa vào như thế này ấy, thì nó vẫn vẫn được nha, không phải là không được. Nhưng mà cái hiệu suất của nó sẽ không cao lắm. Các bạn quấn bừa này thì hiệu suất nó sẽ không cao lắm đâu. Các bạn chú ý quấn xếp lớp cho nó tử tế vào. Rồi, mình xỏ nó qua đây. Mình sẽ sử dụng băng dính điện để quấn vào. Các bạn có thể sử dụng là giấy cách điện. Còn mình thì sử dụng băng dính điện cho nó nhanh. Bởi tại sao mà mình không bảo các bạn sử dụng luôn cái cuộn 12V ở trên biến áp âm ly ấy, mà bạn nào nghĩ là có trên biến áp âm ly rồi chúng ta quấn lại làm gì? Thì các bạn cần biết là biến áp âm ly ấy, thì cái cuộn 12V ra nó điện áp dòng nó rất là thấp, nên bắt buộc chúng ta phải sử dụng lại cái cuộn là 30V đối xứng này thì cái dòng của nó mới đạt được hiệu quả. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành lồng lõi thép vào.
nha các bạn. Đây là thành quả sau khi cái biến áp của mình quấn lại này, các bạn thấy này, đo điểm giữa này, đây cái đồng mình vừa để ra đây đúng không? Các bạn nhìn thấy này, một đầu dài này, một cái đầu điểm giữa lại mình đưa ra này, đây là cái điểm đầu này, đây điểm giữa và điểm cuối này, các bạn thấy không, là điện áp được 11,5V giữa quận này và quận này. Rồi bây giờ mình sẽ đo giữa cái điểm giữa này và cái điểm đầu. Đây. Nó được khoảng 11,8. Đấy, 11,6 với 11,8 là hai cái có nó lệch nhau cực kỳ ít, các bạn phải hiểu là như thế. Bởi vì tại sao mà nó lại chỉ được có 11 phẩy mấy đây? Bây giờ mình sẽ cắm vào điện nhà thử thật sự cho các bạn xem là đầu ra nó được 12V không nhá. Vừa xong là điện mình cắm qua con Niwa của mình. À quên, quảng cáo luôn, con Niwa này có sếp nào cần mua thì liên hệ mình nhé. Này, này các bạn khi cắm vào điện nhà này, các bạn thấy không? Ra được 12,2V luôn. Bởi vì điện nhà của chúng ta ấy không bao giờ nó chuẩn là 12, điện nhà không bao giờ ra chuẩn 220V hết, mà lúc nào nó cũng ra khoảng là hơn 220V hoặc là thấp hơn một chút chứ không bao giờ nó chuẩn. Như vậy là mình đã quấn theo cái công thức mà lúc nãy mình tính thì nó ra khoảng là cắm với điện nhà thì nó ra khoảng 12,2V. Đây, đo giữa quận giữa và cái quận này 11,9 này, 12. Mười hai phẩy một đến 11,9 thì nó lệch nhau, nó cũng không đáng kể. Thì các bạn quấn, khi các bạn quấn ấy thì các bạn chú ý là cái chỗ da dây ấy, tức là khi các bạn đặt từ quận nọ sang quận kia rồi cái chỗ da dây, cái tính cái số vòng ấy thì nó chuẩn hơn một chút. Các bạn quấn xếp lớp và chuẩn hơn một chút thì cái da, cái số vòng này, da cái da vôn thực tế nó sẽ ít bị lệch hơn, nó sẽ không bị lệch như cái biến áp của mình. Bây giờ mình sẽ thử cái biến áp này, là con biến áp mà của âm ly nhá, mình thử này. Rất là mát các bạn ạ, nó không bị nóng. Đây là mình còn chưa nhét hết y đâu, bởi vì mình mới thử nghiệm thôi, mình chưa nhét hết y. Bây giờ mình sẽ thử con biến áp này để chạy thử con mạch TDA 2030 cho các bạn xem. Bởi vì nếu biến áp âm ly ấy mà các bạn chơi vào mạch 2030 thì nó không chạy được đâu. Nhưng biến áp này thì mình đã quấn lại rồi, nên là chạy mạch 2030 thì mình nghĩ là ok. Rút điện ra. Đây là mạch 2030 của mình. Thì phần sau mình sẽ đấu thử con này vào để làm mạch inverter sau. Còn phần này thì mình sẽ chỉ thử để con mạch âm thanh này thôi. Còn rất nhiều y mình chưa cắm hết. Thì y tí nữa mình dạy mình sẽ cắm sao, bởi vì y đóng là mất thời gian lắm. Đây, y nếu bạn thắc mắc thì nó là cái khe này này. Đó, cái lá chữ y này chưa bắn hết đâu. Rất là mất thời gian, tí nữa mình dạy mình sẽ bắn nốt vào. Kệ nó đã.
sử dụng luôn cuộn chúng ta vừa quấn lại, chạy con mạch này. Những con biến áp mà chúng ta quấn lại này, các bạn nhớ quấn cẩn thận nhé, đừng có quấn ẩu như mình. Mình làm video hướng dẫn cho các bạn này. Thực ra thì nó rất là mất thời gian các bạn ạ. Nếu mà quấn lại như này nhìn trông đơn giản thôi thì quấn rất mất thời gian phết đấy. Mà mình thì không có thời gian nhiều nên là mình quấn để cho các bạn hiểu cách quấn thôi. Chứ khi mà các bạn quấn thực tế thì các bạn quấn cẩn thận hơn hộ mình cái. Chứ không các bạn lại bảo là mình hướng dẫn quấn ẩu như thế. Đây là thử trực tiếp thôi chứ tí nếu mà chúng ta sử dụng chúng ta phải câu dây ra chứ để như thế này thì chả mấy trông là đi hết gãy hết dây. Tí nữa mình còn phải đóng y và xong rồi đóng gông vào nữa cơ. Này các bạn thấy đèn sáng này này. Nếu các bạn không quấn lại nhá mà các bạn đưa cái nguồn 30V đối xứng vào cái mạch này mình khẳng định nổ luôn IC, không chạy chiếc gì hết. Mình xem có bài nhạc gì không. Thử bài nhạc không lời này vậy. Bởi vì là mấy bài nhạc kia của mình nó bị bản quyền hết rồi. Chưa lấy được mấy cái bài nhạc không bị bản quyền. Rồi ok thì mình chỉ thử thế thôi, thì lần sau mình sẽ video sau mình sẽ hứa thử nghiệm mình sau khi mình đóng gông con này và đang lắp hết y thì mình sẽ thử nghiệm cho các bạn thấy là con này để mình làm mạch inverter. Thì chúng ta tự dụng biến áp âm ly này nó rất là khỏe. Thì dù là hiệu suất mà các bạn tự quấn thì có thể nó không cao lắm nhưng mà nói chung là nó cũng khỏe hơn cái biến áp chúng ta mua ngoài chợ rất là nhiều. Đấy các bạn thấy không, quấn lại là ngon lại. Các bạn là tự quấn lại, các bạn đóng gông ghiếc đẹp vào rồi là tất cả thời gian gỡ ra thì trung bình nó mất khoảng 2 tiếng.
Các bạn làm cẩn thận, nó không nhanh đâu, mình khẳng định là như vậy. Nó hơi, mình sờ vào thịt đấy nó hơi rung, bởi vì là gâm ghiếc chưa đóng, y chưa đóng hết, nó cũng không nóng, cũng không kêu. Sờ vào thịt đấy nó hơi rung. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại.